Cãi lời Hoài Linh và bị Mỹ cấm vĩnh viễn, Long Nhật thấm thía không đâu bằng ở Việt Nam. Mới đây trên kênh YouTube của ca sĩ Long Nhật đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh ngồi tâm sự với khán giả về lần sang Mỹ năm 2008 của mình và bị viêm phổi nặng, có nguy cơ biến chứng lao phổi, phải nhập viện nhưng lại bỏ về. Anh chia sẻ, tôi quyết định bỏ bệnh viện ở Mỹ về Việt Nam vì nghe nói chữa bệnh lao phổi phải mất tới cả năm liền, mà ở Mỹ lại quá buồn, chỉ có một cô em gái là con ruột của chú thôi. Tôi muốn về Việt Nam vì có gia đình. Trong lúc từ San Joe về quận Cam, người y tá tại bệnh viện đó gọi điện liên tục cho tôi, nhưng tôi nói nhầm máy rồi và cứ thế về Nam Cali để bay về Việt Nam. Bệnh viện ra một lệnh là không cho tôi rời khỏi nước Mỹ. Họ muốn tôi phải trở về bệnh viện gấp để chữa bệnh cho tôi. Nước Mỹ là một nước rất nhân đạo, coi trọng nhân quyền và sức khỏe con người, nhưng tôi buộc phải chống lệnh để về Việt Nam. Về tới Việt Nam, tôi đi khám tất cả các bệnh viện tại Sài Gòn nhưng không tìm ra bệnh. Họ không thấy vi khuẩn lao, cũng không tìm ra căn bệnh nào hết. Mọi người cứ bảo chắc do tôi stress, buồn chán quá khi ở bên Mỹ nên mới thế. Tôi cũng không hiểu sao, tôi không ho nhưng cứ đến chiều là sốt rất cao, sút cân trầm trọng. Tôi lại trở ra ngoài Huế, các em tôi làm bác sĩ cũng đưa tôi tới hết bệnh viện nọ tới bệnh viện kia mà không tìm ra bệnh. Vào một buổi tối, tôi đang trong lúc ăn uống không được, đắng hết miệng, mồ hôi toát ra như tắm, buồn chán vô cùng, thì cô y tá bên Mỹ gọi điện cho tôi nói, em tiếc quá, rõ ràng hôm đó em gọi cho anh, nghe giọng anh rồi mà anh cứ nói nhầm máy, nên em không biết cách nào giữ anh lại. Em thông báo cho anh biết, anh không bị nhiễm khuẩn lao mà nhiễm một loại khuẩn rất lạ, chỉ có ở Mỹ mới chữa được, nhưng anh đã mất cơ hội đó rồi, em tin chắc không nước nào chữa được cho anh bệnh đó. Lúc đó tôi không thể quay lại Mỹ nữa, vì khi sở lưu trú cấm tôi không được rời khỏi Mỹ, tôi đã chống lệnh, nên họ cấm tôi quay lại Mỹ luôn. Như vậy cơ hội trở lại Mỹ của tôi không còn nữa. Hoài Linh bảo tôi, em đang ở Việt Nam thì anh qua Mỹ để làm gì, mùa này ở Mỹ không có show đâu. Mỗi đêm diễn, trước khi bước ra sân khấu, tôi đều vái mẹ Quan Âm Bồ Tát, vái tổ và vái cả một người chú, người cha nuôi của mình. Chưa bao giờ tôi quên vái người chú đó. Trong cuộc đời đi hát của tôi, có một lần gặp phải biến cố rất lớn, đó là vào khoảng năm 2006, tôi qua Mỹ hát. Lần đó qua Mỹ, tôi bị thất vọng nặng nề, do múi giờ đổi khác so với Việt Nam, ngày thành đêm, đêm thành ngày. Sang bên đó lại lạnh quá, tôi không kịp chuẩn bị quần áo ấm, ăn mặc phong phanh nên bị viêm phổi rất nặng, có thể dẫn tới lao phổi. Lúc đó Hoài Linh đã can tôi rồi. Hoài Linh bảo tôi, em đang ở Việt Nam thì anh qua Mỹ để làm gì? Mùa này ở Mỹ không có show đâu. Đang mùa Tết người ta về Việt Nam ăn Tết hết rồi, anh qua đó làm gì? Nhưng tôi mới lấy được visa nên cứ nôn nao muốn đi. Tôi qua đó cũng đi hát được một vài show, nhưng đúng dịp Tết nên khá buồn. Tôi ngủ không được, lại buồn chán do ít show hơn Việt Nam, không quen thời tiết khắc nghiệt. Từ Nam Cali, tôi đi xe ô tô về Bắc Cali là San Joe để ở nhờ nhà em gái, cũng là con ruột của chú tôi. Tôi vẫn gọi là bé Như. Bé Như bảo tôi ở lại chơi vì còn vài ngày nữa là tới ngày giỗ chú. Tự nhiên trong mấy ngày ở đó, tôi sốt rất cao, suốt về chiều, mồ hôi ra rất lạnh. Tôi ngủ không được, lại buồn chán do ít show hơn Việt Nam. Tôi không quen thời tiết khắc nghiệt, tôi còn bị stress, bực dọc vì sang Mỹ sai thời điểm. Đáng lẽ ra tôi phải đợi hết Tết mới được sang. Em gái tôi đưa vào viện ở San Joe thì bác sĩ bảo là phổi có thể bị lao. Tôi gọi điện về cho các em là bác sĩ ở Huế xem bị lao thì ở Việt Nam có chữa được không. Các em đều nói là chữa dễ dàng. Tôi nghe vậy nên quyết định không nhập viện ở San Joe nữa mà quay lại Nam Cali để mua vé máy bay về Sài Gòn. Hoài Linh còn nói, anh cần bao nhiêu tiền, em đưa tiền cho anh tiêu, em cấm anh không được làm live show. Tôi muốn kể cho mọi người nghe về một người anh lớn, một người anh trong nghề với tôi, không riêng gì kịch nói, sân khấu, điện ảnh. Chúng tôi đã là anh em với nhau mấy chục năm nay rồi. Đó là anh Chí Tài. Tôi chơi với anh Chí Tài thân thiết từ lúc anh ấy chưa chuyển qua làm hài, đóng phim. Lúc đó anh ấy còn đang là một nhạc công tại hải ngoại. Tôi nhớ hồi đó tôi mới từ Việt Nam qua Mỹ và ở San Joe, bị bệnh nặng, phải nằm liệt trong bệnh viện một năm trời và ở nhà một cô em gái. Khi khỏe lại, tôi gọi điện cho anh Chí Tài và anh Hoài Linh, nói rằng muốn làm một show ở San Joe. Anh Tài vừa nghe xong đã nói luôn, ok, em trai muốn gì cứ nói với anh sẽ hỗ trợ hết sức mình, nhưng quan trọng là sức khỏe của em đã ổn chưa? Ngay sau đó, anh Chí Tài bàn bạc với Hoài Linh, hai người lập tức đặt vé cho tôi bay từ San Joe tới Nam California. Hoài Linh còn nói, anh cần bao nhiêu tiền, em đưa tiền cho anh tiêu, em cấm anh không được làm live show. Anh cần bao nhiêu tiền để trang trải viện phí, em sẽ lo hết cho anh.
Sở dĩ Hoài Linh nói như vậy vì tôi mới ra viện, sức khỏe còn yếu. Tôi bị viêm phổi nặng, mới lành lại được một chút mà hát một đêm mấy chục bài là chết ngay. Cả anh Chí Tài và Hoài Linh đều lo lắng và nói vậy với tôi. Hoài Linh còn nói thêm, nếu anh nhớ sân khấu quá, muốn hát quá, em sẽ búc lịch cho anh hát một bài, một show thôi. Thế là anh Chí Tài và Hoài Linh lo cho tôi một show tại quận Cam. Đó là kỷ niệm mà tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Anh Chí Tài tập cho tôi từng bài hát, kể cho tôi từng câu chuyện và dạy tôi nghe từng nốt nhạc, chỉ tôi phải hát sao cho đúng, cho hay. Anh Chí Tài bảo luôn, lo gì mà lo, đóng với ai thì sợ, chứ đóng với anh thì lo cái gì. Đến khi Chí Tài về Việt Nam và hoạt động trong nước, hai anh em tôi đã làm rất nhiều phim truyền hình cùng nhau. Đặc biệt có một bộ phim điện ảnh lớn, lần đầu tiên tôi tham gia và cũng được đóng cùng anh Chí Tài. Đó là phim của Ưng Hoàng Phúc và nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Trong phim đó tôi giả gái, đóng vai vợ của anh Chí Tài và mẹ của Ưng Hoàng Phúc. Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh lại được vào vai lớn khiến tôi hoang mang. Tôi bảo anh Chí Tài, anh ơi em lo quá. Anh Chí Tài bảo luôn, lo gì mà lo, đóng với ai thì sợ, chứ đóng với anh thì lo cái gì. Anh bày cho mà đóng, chỉ từng chút một, anh sẽ tập cho em đến khi nào được thì thôi. Thế là hai anh em tôi tập với nhau từng ly từng tí, tập đến khi nào được bấm máy. Chính những kỷ niệm đó khiến tôi thương anh Tài vô cùng. Lâm Nhật khoe căn hộ 100m2, tại đây anh dành hẳn một góc để cho ảnh của mình và Chí Tài. Vừa qua, ca sĩ Lâm Nhật đăng tải một clip quay lại cảnh anh giới thiệu với khán giả căn hộ chung cư của mình tại Sài Gòn. Anh nói, hôm nay em gái Hồ Bích Trâm tới thăm nhà tôi, nên tôi sẽ giới thiệu cho mọi người căn chuồng chim nhỏ nhỏ, rộng chừng 100m2 của mình. Tôi ở đây một mình để làm việc, còn vợ con thì ở chỗ khác. Vì ở một mình nên căn chung cư của Long Nhật được bài trí khá đơn giản, với tủ quần áo, bếp và bàn ăn, mọi thứ đều nhỏ vừa, chỉ duy nhất bàn thờ được thiết kế khá to, chia làm nhiều tầng. Long Nhật treo một số bức ảnh lớn trong nhà, trong đó có một bức ảnh cưới của con gái lớn. Anh giới thiệu, đây là con gái lớn của tôi tên Tường Lam, mới lấy chồng năm ngoái. Năm nay tôi tính cưới vợ cho thằng con trai, dù nó mới 21 tuổi. Tôi cưới vợ năm 33 tuổi, nhưng sau khi có con tôi mới nhận ra, biết vậy thì cưới vợ sớm hơn cho rồi. Tôi nghĩ như vậy vì phải có vợ mới nên nhà nên cửa để giành được tiền, phải an cư mới lạc nghiệp. Biết lấy vợ tốt như vậy thì tôi đã lấy vợ sớm từ năm 21 tuổi, chứ 33 tuổi là quá trễ. Nói vậy chứ con trai tôi mới năm 3 đại học, nếu con tốt nghiệp xong, có công ăn việc làm mà gặp cô bé nào xứng đáng là cưới luôn cho yên bề gia thất. Long Nhật cũng tâm sự về tình cảm gia đình của mình. Anh nói, tôi có một cô em gái tên Đinh Khắc Quỳnh Trâm. Tôi từng viết trong nhật ký của mình là anh thương em hơn cả sinh mạng của anh. Tôi và nó cách nhau 6 tuổi. Lúc ba mẹ đẻ nó ra tôi đã 6 tuổi rồi. Tôi thương nó lắm. Bởi vậy nên xem phim mà thấy có đoạn anh em thương nhau là tôi xúc động, bật khóc nức nở. Đặc biệt, Long Nhật còn dành hẳn một góc trong nhà để cho ảnh của mình và cố nghệ sĩ Chí Tài. Tôi đặt riêng trong nhà mình ảnh cưới của tôi và anh Chí Tài. Tôi phóng rất lớn để treo trong phòng, coi như một góc kỷ niệm. Lúc tôi khoe tấm hình này với anh Chí Tài, anh ấy cười quá trời. Đây là lần đầu tiên tôi tiết lộ bức hình này.